khoảng lặng phía sau tiếng cười của nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng. Là người mang lại tiếng cười đến với khán giả qua các tiểu phẩm hài Gặp Nhau Cuối Tuần. Thế nhưng, ít ai biết được phía sau tiếng cười ấy của nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng là một khoảng lặng mà ông chưa bao giờ chia sẻ. Sáng đạp xích lô, tối làm vua. Nghệ sĩ Phạm Bằng, sinh năm 1931, mất năm 2016, tên đầy đủ là Phạm Văn Bằng. Ông là một nghệ sĩ sân khấu, hài kịch và truyền hình của Việt Nam. Ông được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nổi tiếng qua nhiều vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của VTV3 và loạt phim hài Tết Chôn Nhời do công ty cổ phần Nghe Nhìn Thăng Long thực hiện. Sinh ra vào những năm 30 của thế kỷ trước, có một tuổi thơ đủ đầy. Nghệ sĩ Phạm Bằng một thời từng là cậu ấm của đất Hà Thành vì gia đình làm ăn phát đạt, cuộc hàng có của ăn của để khi ấy. Tuy nhiên, kể từ khi ông cụ thân sinh của nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời, khi này ông mới chỉ 24 tuổi, đã khiến cuộc đời ông gặp nhiều thử thách. Khi đó, sự cứng rắn và mạnh mẽ, bươn chải, vừa làm cha vừa làm mẹ của người phụ nữ đã tạo nên tính hà khắc đến nghiệt ngã trong con người của mẹ ông. Nghiêm khắc với các con chưa đủ, đến cả khi các con đã yên bề gia thất, bà còn khắc nghiệt với cả con dâu. Đến tận khi lìa xa cõi đời, bà vẫn giữ nguyên sự cố hữu đến bảo thủ trong con người mình. Nghệ sĩ Phạm Bằng vẫn nhớ, suốt những năm tháng theo đuổi con đường nghệ thuật, chưa một lần mẹ ông đến xem, dù chỉ một vở kịch hay một chương trình có con trai tham gia, bởi với bà, đó chỉ là con hát đi mua vui cho thiên hạ. Quyết định lấy một cô gái như thế nào về sống với mình cả đời, ông cũng phải lựa xem ai là người sống được với mẹ. Nên ngay cả khi có gia đình riêng, ông vẫn có một nỗi cô đơn khó khỏa lấp. Hồi mới vào nghề, khi đã hoạt động tại Đoàn Văn Công Hà Nội 4 năm, nhưng nhiệm vụ chính của ông chỉ toàn chạy cờ. Nản và xấu hổ, vợ con nheo nhóc, ông đã tính đến chuyện bỏ nghề, đi đạp xích lô kiếm tiền nuôi vợ con. Cũng may, một số đạo diễn sừng sỏ lúc đó đã động viên, ông mới yên tâm tiếp tục nhẫn nại với nghề. Năm 1965, nỗ lực của nghệ sĩ Phạm Bằng bắt đầu được đền đáp. Ông bắt đầu được đảm nhận các vai chính. Với gương mặt khá sắc sảo, Phạm Bằng thường được giao các vai tư sản, phản động, các vai cường hào ác bá thời phong kiến. Sau thời điểm giải phóng Sài Gòn năm 1975, cái tên Phạm Bằng đã trở nên nổi tiếng trong làng kịch nói phía Bắc, thứ giải trí hiếm hoi của người dân lúc bấy giờ. Những chuyến lưu diễn dài biên biệt hàng tháng trời kéo Phạm Bằng đi khắp các tỉnh thành, xa vợ, xa con, nhưng bù lại có tiền lo cho vợ con ở Hà Nội. Nghệ sĩ Phạm Bằng nhớ lại, khi đó thù lao diễn mỗi đêm với mức từ 4 hào đến 1 đồng 2 cho mỗi diễn viên. Ông luôn được mức cao nhất. Bát phở tái 2 hào rưỡi, phở chín 2 hào, gạo 4 hào một cân, người lớn tiêu chuẩn 2kg thịt một tháng, gạo 17 cân một tháng. Trẻ con thì 1kg thịt, 10kg gạo. Nhưng lũ trẻ hoạt động nhiều, nhanh đói. Cơm bữa nào thiếu thịt là chúng kêu ầm lên. Bố mẹ chỉ ăn nước thịt, cái thịt phần con. Thế là vẫn đói, phải tìm mọi cách để kiếm tiền. Suất vé mời của diễn viên cũng mang ra bán được 8 hào đến 1 đồng. Diễn viên tự làm hậu đài, cu li, bốc vác. Tối vừa làm vua, làm quan trên sân khấu. Diễn xong tiền bồi dưỡng không dám ăn, đói lắm bỏ ra mua tí xôi, còn để dành cho vợ con. Tuy đã hơn 11 giờ, nhưng ông lại xin suất dọn dẹp chở xe ba gác, phông màn, cảnh từ chợ Bưởi, làng Hòa Lạc về giảm kinh môn gần nhà. Không thể đi bước nữa vì quá yêu bà xã. Khi đã hơn 80, tuy đã có cuộc sống khá giả và được mọi người yêu mến qua những vai diễn mang lại tiếng cười cho khán giả tại các tiểu phẩm hài trong các chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Nhưng đằng sau những tiếng cười tưởng chừng như vô tư ấy là một nỗi cô đơn không gì có thể khỏa lấp của nghệ sĩ Phạm Bằng kể từ khi người vợ bỏ ông ra đi. Thiếu đi bàn tay chăm sóc của người vợ đã hơn chục năm nay, mỗi lần đau ốm lại nhờ đến con cái, nhưng con chăm cha không bằng bà chăm ông, mà nhờ đến các con nhiều cũng ngại. Nên nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng cứ lủi thủi một mình như thế trong căn nhà đơn sơ giản dị. Đến cả lúc đi chữa bệnh, ông cũng chẳng nói với ai, cứ lẳng lặng với lỉnh kỉnh đủ thứ thuốc men. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng nhớ khi mẹ ông mỉa mai mình làm cái nghề sướng ca vô loài, là con hát đi mua vui cho thiên hạ, và chưa một lần đến xem ông biểu diễn. Vợ ông đã âm thầm đứng sau lưng, hy sinh tất cả để chồng theo đuổi con đường mà ông đã chọn lựa.
bà xã của nghệ sĩ Phạm Bằng là người chịu thương, chịu khó. Có lẽ cũng khó có người con dâu nào chịu được mẹ chồng khó tính như vợ của ông. Nên Phạm Bằng nói, ông thương vợ, lúc nào cũng thương dáng vẻ hiền lành, có gì đó cam chịu và luôn rõ đôi mắt theo ông đầy lo lắng và yêu thương. Thế nên, dù đã đi xa hơn 10 năm, nhưng trong căn nhà cổ kính của ông, lúc nào cũng như còn hình ảnh người vợ vẫn đâu đây. Và ông thì chẳng mấy câu chuyện không nhắc đến bà. Yêu bà xã sâu đậm đến như vậy, nên mỗi khi nhắc đến vợ, trong ánh mắt buồn của nghệ sĩ Phạm Bằng lại ánh lên sự long lanh, niềm tự hào. Vợ tôi mất khi mới 65 tuổi. Đó là một phụ nữ mà tôi nghĩ rằng có lẽ đến kiếp sau, nếu may mắn tôi mới gặp lại được một người như thế. Tôi bị khủng hoảng tinh thần một thời gian dài, anh em khuyên đi làm cho nguôi ngoai. Tôi lấy vợ khi 29 tuổi, bà ấy kém tôi 8 tuổi. Trong cuộc sống nói chung, nghề nghiệp nói riêng, sự thành công của tôi 98% nhờ vào công của bà ấy. Tôi chỉ có 2% thôi. Khi bà ấy còn, tôi cũng thường xuyên nói như thế, không phải nịnh vợ đâu. Vợ chồng chỉ hai người ấy hiểu nhau nhất, ai hiểu bằng. Lúc ấy khó khăn lắm, tôi đi diễn biển biệt, bà ấy ở nhà bên trải nuôi bài đứa con. Thời đó không có điện thoại như bây giờ, cùng lắm là viết thư hoặc nhắn tin qua người quen. Đời sống căng thẳng đi vay từng đồng, lương chỉ đủ sống 20 hôm, 10 ngày còn lại là đi vay. Tôi đi diễn thoải mái, trong khi bà ấy ở nhà lo chạy gạo, lo con ốm, con đau. Chỉ muốn sống giản dị và ra đi trong nhẹ nhàng. Từ năm 2014, nghệ sĩ Phạm Bằng vắng bóng trên màn ảnh nhỏ trong khoảng thời gian dài, khiến khán giả nghĩ rằng ông đã dừng nghiệp diễn. Nhưng ông đã quay lại trong một tiểu phẩm nhân dịp năm mới. Ông cho biết, ông nghỉ diễn vì trải qua 3 ca mổ, và trong khoảng thời gian này, ông phải di chuyển giữa Sài Gòn liên tục, nên khó có thể thu xếp thời gian tham gia vào các dự án phim truyền hình. Gần cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, đến khi về già vẫn mang tiếng cười dành tặng cho đời, giữ lại cho mình nỗi cô đơn khó chia sẻ cùng ai. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Bằng nói, ông không biết bon chen, không biết cúi lưng, mòn gối hay cong xương sống. Ông chỉ muốn sống giản dị, nhẹ nhàng, thế là đủ. Ông qua đời vào 20 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2016, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan, tuổi thọ 85 tuổi. Nghệ sĩ Phạm Bằng được bác sĩ chẩn đoán bị tắc túi mật dẫn đến viêm gan. Lễ tang dành cho ông được tổ chức theo nghi thức thông thường và chỉ trong ngày 4 tháng 11 năm 2016. Lễ viếng tổ chức vào 12 giờ 30 phút tại nhà tang lễ quốc gia thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu tổ chức vào 14 giờ cùng ngày. Sau đó, thể theo di nguyện của ông và ý nguyện của gia đình, thì ông được an táng ngay tại đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. Tiểu sử diễn viên Hương Tươi, những điều ít biết về cuộc đời và sự nghiệp diễn viên hài. Hương Tươi là nghệ danh của nghệ sĩ Trần Thu Hương, sinh năm 1970 tại Hà Nội. Chị là diễn viên nhà hát tuổi trẻ. Hương Tươi nổi danh với những tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần. Năm 2015, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật. Năm lớp 7, Hương Tươi được bố mẹ cho sinh hoạt tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Sau đó, chị học kịch ở Cung Hữu Nghị Việt Xô. Từ những vài lót cho các anh chị lớn, niềm đam mê nghệ thuật lớn dần trong Hương Tươi. Tốt nghiệp lớp 12, Hương Tươi thi đỗ khoa diễn viên khóa 3 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh năm 1988. Những tưởng cả nhà sẽ vui vẻ, nhưng nào ngờ gia đình không muốn Hương Tươi làm nghệ thuật. Khán giả đã quen với hình ảnh Hương Tươi đỏng đảnh, tưng tửng, chanh chua trong những tiểu phẩm hài. Nhưng ít ai biết rằng chị không thích diễn hài bằng việc được hóa thân thành những vai chính kịch mang yếu tố bi. Diễn hài có thể coi là sở đoản của Hương Tươi bởi trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, chị luôn bị các thầy mắng đi mắng lại một câu. Diễn viên phải đa sắc, còn cô chỉ diễn được một màu ở dạng vai bi kịch. Bài tốt nghiệp của Hương Tươi cũng là một vai bi trong vở Mùa Hạ Cay Đắng. Thành công của Hương Tươi ở Gặp Nhau Cuối Tuần được xem là bất ngờ lớn. Chính chị cảm nhận mình là người không sở hữu gương mặt có thể gây cười cho người khác. Tự đáy lòng, Hương Tươi luôn thấy mình diễn bi ngọt hơn. Nói khóc là có thể rơi nước mắt được ngay.
nhiều khi nhập vai quá, vào sau cánh gà vẫn còn rưng rức. Những khán giả đến xem kịch ở Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ hiểu vì sao Hương Tươi hợp với phong cách diễn bi hơn. Thu Hương trên sân khấu kịch hoàn toàn khác với Thu Hương ở Gặp Nhau Cuối Tuần. Dù diễn bi kịch nhưng Hương Tươi cũng ít khi ủy mị, sướt mướt. Cái tôi của Hương Tươi thể hiện ở chỗ vào vai đau khổ, bi thương đến mấy vẫn luôn thể hiện sự cá tính, ngông nghênh, ít lẫn vào đâu được. Một trong những thế mạnh của Hương Tươi chính là giọng nói. Chị may mắn sở hữu giọng nói đanh, tròn và rõ chữ. Khi diễn hài, giọng Hương Tươi lanh lảnh là thế, nhưng khi chuyển sang chính kịch, giọng chị cũng thủ thỉ trong từng vai diễn. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên chồng kém 9 tuổi. Từng là bạn diễn ăn ý cùng cố nghệ sĩ Phạm Bằng trong Gặp Nhau Cuối Tuần nhiều năm về trước, hiện nghệ sĩ hài Hương Tươi đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ kém 9 tuổi. Khi kết hợp với cố nghệ sĩ Phạm Bằng trong Gặp Nhau Cuối Tuần, thì Hương Tươi trở thành một cái tên ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Người hâm mộ đã quen với hình ảnh Hương Tươi đỏng đảnh, tưng tửng, chanh chua trong những tiểu phẩm hài. Cách diễn sôi động của chị cùng lối nói chuyện chậm rãi của cố nghệ sĩ Phạm Bằng đã bổ trợ cho nhau, khiến cho mỗi tiểu phẩm đều làm người xem thích thú. Đối với diễn viên Hương Tươi, nghệ sĩ Phạm Bằng không đơn giản chỉ là một người bạn diễn. Ông là thần tượng, là người cha, người thầy mà cô hâm mộ từ ngày còn là sinh viên đại học. Hương Tươi vẫn hay nói, sếp Bằng là một người khó tính. Nhưng nếu không có sự khó tính và chỉn chu ấy thì không có một Hương Tươi của bây giờ, không có những tiểu phẩm hài sâu cay mà ai cũng thích. Thời gian trôi qua, người nghệ sĩ tài hoa đóng cặp cùng Hương Tươi đã về với thiên cổ. Gặp Nhau Cuối Tuần cũng khép lại vì đã hoàn thành sứ mệnh của chương trình. Hương Tươi trở về với sân khấu kịch và không còn thường xuyên xuất hiện trong các tiểu phẩm hài. Trong đời tư, cũng như nhiều diễn viên miền Bắc, Hương Tươi rất kín tiếng. Nhiều năm trước, khi con còn nhỏ, chị tiết lộ rằng chị là người phụ nữ của gia đình. Khi bỏ lại hào quang sân khấu, Hương Tươi trở về với cuộc sống đời thường trong vai trò là người phụ nữ của gia đình, cá tính nhưng có khuôn phép. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ kết hôn với nghệ sĩ Hoàng Trung. Hương Tươi hơn chồng đến 9 tuổi. Ông xã của chị từng là diễn viên cùng Nhà hát Tuổi Trẻ, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn có cuộc sống rất hạnh phúc. Nói về một nửa, Hương Tươi tự hào khoe chồng là người hiền lành và trung thực, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Hiện tại, Hương Tươi có cuộc sống rất hạnh phúc, bình yên bên các con. Với Hương Tươi, bữa cơm gia đình phải luôn đảm bảo. Chị vẫn luôn tự vào bếp và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Hôm nào đi diễn cả ngày, chị lại lọ mọ thức đêm làm đồ ăn trước cho ông ngoại và con gái. Những khi không phải đi diễn, chị có thể chơi với con cả ngày, cho ăn, kể chuyện, đọc thơ. Lúc nào Thu Hương cũng cảm thấy đói chơi với con. Trong cách giáo dục con cái, chị luôn chọn sự phát triển tự nhiên để con tự làm quen với mọi thứ. Theo dõi trên trang cá nhân, Hương Tươi ngày nào vẫn trẻ trung xinh đẹp. Con gái đầu đã tốt nghiệp cấp 3, bước vào đại học, còn con trai nhỏ đang học cấp 2. Đúng như biệt danh mà khán giả đặt cho, nữ nghệ sĩ luôn xuất hiện với nụ cười tươi gió trên môi. Ngắm loạt ảnh đời thường của Hương Tươi hiện tại, nhiều người đánh giá nhan sắc của chị dường như không thay đổi nhiều so với quãng thời gian xuất hiện trong các tiểu phẩm hài Gặp Nhau Cuối Tuần.